Đây là món chả cá nha các bạn. Hôm nay Trinh sẽ chia sẻ cho các bạn cái món làm cái chả cá đó. Giò cá như thế này nè, rất là dẻo dai luôn, không thua gì cá thác lát. Trinh làm bằng cá rô phi á, tilapia đó. Đây là những cái cá viên chiên và những cái miếng miếng chả cá, bánh chả cá như thế này rất là ngon. Cái giò cá này á, thì rất là dẻo, các bạn xem nè, rất là dẻo luôn, dẻo quẹo luôn à. Còn cái chả cá này nè các bạn, rất là dẻo. Để Trinh cắt ra ha. Đây, cái chả cá các bạn thấy không ạ? Mình muốn cho nó phô kết lại, dẻo dai lắm. Và cái cá viên chiên nữa này các bạn, rất là xốp, dai. Nào cùng vào bếp với Trinh làm cái món chả cá này ha. Xin chào các bạn, trở lại kênh nấu ăn của Trinh. Hôm nay Trinh muốn làm một cái món chả cá hơn các bạn ha. Mà chả cá rất là thơm dai, giống như là chả cá thắt lát vậy đó. Làm rất là dai ngon ha. Ở đây Trinh làm cá tilapia đó, là tiếng Việt chắc là cá rô phi hay gì á. Ở đây là cá nó đã đông lạnh rồi, nó còn cứng cứng như thế này nè. Các bạn cho nó rã đá ra một chút thôi ha, nhưng mà nó vẫn còn cứng lắm. Ở đây Trinh có bốn cái lát cá để Trinh mở ra ha. Nè, nó vẫn còn cứng nước đá ha. Bốn cái lát cá này là cỡ 770 gram ha. Trinh sẽ cắt nhỏ cá ra. Cái thớt này không có lót ở dưới, nó trơn trơn quá. Đợi Trinh lót cái độ dưới này. Cá Trinh sẽ chia ra làm hai ha, tại vì mình phải bỏ vô máy mình xay đó, nhiều quá nó sẽ không có ra chả được. Rồi Trinh bỏ một nửa vào trong cái máy ha, một nửa ở đây, một chút Trinh làm đợt đợt hai. Bây giờ Trinh sẽ nêm cái gia vị vào trong cái cá. Đầu tiên Trinh sẽ cho bột nêm. Trinh dùng cái muỗng teaspoon này các bạn. Trinh cho 2 muỗng bột nêm. Như Trinh đã nói, Trinh hay dùng cái loại bột nêm này, nó đã có muối sẵn rồi ha. Nếu các bạn dùng cái loại bột nêm mà nó không có muối á, thì các bạn cho chút muối vào cỡ 1/4 muỗng ha. Và kế tiếp Trinh sẽ cho đường. Một, hai, ba muỗng đường. Kế tiếp Trinh cho bột hành. Một, hai, ba.
Kế tiếp Trinh cho dầu ăn, Trinh dùng cái muỗng tablespoon. Một, hai, ba, bốn. Trinh dùng 4 muỗng table ha. Nước mắm Trinh chỉ dùng 1 teaspoon. Và phần bột bắp 1 2 3 cái muỗng bột bắp ha. Và bột khoai tây Trinh cũng dùng 3 muỗng. Một, hai, ba. Bột nổi Trinh dùng cái muỗng vơi vơi như thế này. Và sau cùng là một lòng trắng trứng. Và các bạn đánh từ từ. Các bạn mở ra và vét cái thành cá xuống cho mình xay cho nó đều á. Sau khi đã xay nhuyễn như thế này các bạn nhìn cá cũng chưa có được nhuyễn lắm ha, nè nó chưa có ra chả đâu các bạn. Trinh sẽ lấy ra bỏ trong cái bao ni lông. Bây giờ Trinh sẽ xay cái lần cá thứ hai. Lần cá thứ hai này Trinh chỉ xay sơ thôi ha. Và Trinh cũng sẽ nêm một chút xíu thôi chứ không có nêm đậm đà như cái lần cá đợt đầu ha các bạn ha. Trinh sẽ cho bột hành 2 muỗng bột hành. Và dầu Trinh sẽ cho table cho các bạn. Dầu ăn 2 muỗng thôi. Và bột bắp. Một, hai, ba, bốn. Bốn muỗng bột bắp. Bột khoai tây. Một, hai, ba, bốn muỗng, không có cần phải gạt ngang các bạn ha. Một muỗng bột nêm. Các bạn ăn được tiêu thì các bạn cho tiêu vào ha. Trinh sẽ đánh sơ cái cá này. Nó sẽ hơi khô hơn cái đợt trước mình xay ha. Như vậy là được rồi các bạn ha. Nó gọn thành cục như vậy là được rồi. Trinh sẽ bỏ chung mấy cái túi, cái bao ni lông mà mình đã bỏ cái đợt trước á.
Trinh đã dồn chung hai thứ lại và các bạn để ra, các bạn để vào ngăn đá ha, để cho nó đông hơi hơi sừng sực lại các bạn, cho nó đông đá nó hơi giống như đá nhận á, thì mình sẽ đem ra mình quết thì cá nó mới dai được. Rồi Trinh sẽ bỏ vào tủ đá ha, ngay trong vòng 1 đến 2 tiếng đồng hồ các bạn cứ thấy mà bẻ mình thấy nó dẻo dẻo á là được ha. Cá Trinh đã bỏ vào tủ đá được 1 tiếng rưỡi rồi thì nó mềm nó như đá nhận như thế này ha. Bây giờ Trinh sẽ bỏ vào trong một cái máy mà để Trinh quết nha. Vặn số nhỏ trước ha. Tại phải vặn số nhỏ từ từ để các bạn mới tăng tốc độ lên, hay thôi nó còn hơi cứng cứng nước đá nó sẽ bị văng ra ngoài ha. Từ từ Trinh sẽ tăng tốc độ lên để các bạn quết cho đến khi nào mà các bạn thấy cái chả cá nó quện lại với nhau á, nó dai là được. Sau khi quết các bạn thấy thịt đã dẻo như thế này rồi nè các bạn, thịt cá nó dẻo dẻo quẹo à, thì các bạn lấy một chút xíu ra các bạn bỏ vào cái chén nước, bỏ vào microwave các bạn hấp lên thử, ăn thử coi cái vị có vừa với cái các bạn chưa ha. Nếu mà các bạn thấy lạc quá thì các bạn cho thêm một chút xíu muối, còn không thì Trinh thấy cũng đã vừa rồi. Để đây Trinh thử rồi nè, nó dai lắm các bạn nè, nó dai dễ sợ nè. Trinh thử rồi nè, kéo là nó dai lắm, Trinh thấy thì nó cũng đã vừa rồi. Bây giờ Trinh sẽ tắt máy ha. Trinh sẽ bỏ cái chả cá này vào trong cái hộp, từng cái hộp nhỏ nhỏ vừa vừa như thế này nè các bạn. Trinh lót cái ni lông vào ha, để khi mình lấy cá ra nó không có dính ngay chỗ cái hộp của mình. Dẻo lắm các bạn, đây chả cá rất là dẻo luôn. Các bạn thấy ha, dẻo lắm mà. Rất là dẻo. Các bạn làm theo cách của Trinh nè, không thua, ngon không thua gì cá thắt lát đó các bạn. Cũng được hai cái hũ nhỏ nhỏ như thế này các bạn. Mình vét ha. Mình có làm một ít mình chiên lên thử, và mình đã làm thử cái vo viên đó các bạn, cá viên á, thành ra mình cũng đã thử, chút mình sẽ cho các bạn xem ha. Và đây là món chả cá Trinh đã làm xong ha. Đây những cái viên chả cá dai lắm các bạn ơi. Và đây những miếng chả cá như thế này. Còn đây là cái giò cá các bạn có thể nấu canh, hoặc các bạn bỏ hộp này rồi các bạn bỏ vào tủ đá ha. Khi nào ăn thì các bạn để vào ngăn mát tủ lạnh cho nó rã đá rồi các bạn dùng ha. Các bạn không nên rã đá mà ở bên ngoài như các bạn thì cá nó sẽ bị bở, các bạn nên rã đá để trong ngăn mát tủ lạnh rã, nhưng mà lúc nào cá nó cũng phải lạnh hết nha các bạn. Khi các bạn lấy ra nấu canh ha, khi nó không còn đông đá nữa thì nó cũng còn phải lạnh lắm thì cá nó mới dai. Nếu các bạn thấy video của Trinh hữu ích thì các bạn đăng ký và like cho Trinh nha, để các bạn biết được những video tiếp theo của Trinh. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở video sau. Bye bye.